trong tác phẩm Tam Quốc Diễn Nghĩa, tích đàn thất tinh Gia Cát Lượng cầu gió đông là một trong những điển tích kinh điển lưu truyền cả ngàn năm về tài trí của vị quân sư này. Nhưng sự thật, liệu Gia Cát Lượng có tài năng tới mức hô phong hoán vũ, điều khiển cả thiên tượng hay không? Hãy cùng đi tìm câu trả lời trong video ngày hôm nay. Đại chiến Xích Bích vang danh thiên cổ là trận chiến có 102 diễn ra vào cuối thời Đông Hán giữa ba tập đoàn quân sự, đó là quân đội của Tào Tháo và liên quân hai nhà Tôn Lưu. Trận chiến này nổi tiếng với quy mô lực lượng tham chiến của hai bên với nhiều kỳ mưu diệu kế và hơn cả là ý nghĩa to lớn của nó. Đó là mở ra thời kỳ Tam Quốc phân tranh sau này. Trong đó, kỳ mưu hay nhất có thể kể đến việc Gia Cát Lượng cầu gió đông. Đây có thể xem là yếu tố then chốt quyết định tới sự sống còn của cuộc chiến. Chỉ cần có gió đông, Chu Du có thể phóng hỏa thiêu sạch hàng ngàn chiến thuyền cùng 83 vạn quân Tào làm nên chiến thắng oanh liệt nhất sự nghiệp. Nhưng liệu có thật là Gia Cát Lượng có tài hô phong hoán vũ, điều khiển quỷ thần hay không? Chúng ta hãy cùng điểm qua một chút về các tình tiết trước khi diễn ra sự kiện đàn thất tinh Gia Cát cầu phong. Xét về lực lượng, Tào Tháo hơn hẳn liên quân Tôn Lưu về binh lực khi nắm trong tay khoảng 83 vạn quân, cùng với hàng ngàn chiến thuyền cỡ lớn. Phía Đông Ngô đang nắm lợi thế, đó là địa bàn tác chiến trên thủy, vốn là sở trường của họ. Hai bên cầm cự nhau tại bến Xích Bích. Nhìn vào tương quan lực lượng, Chu Du biết rằng muốn đánh bại lực lượng lớn hơn mình nhiều lần, tất phải dùng hỏa công. Ông liên tục bày các kế phản gián khiến Tào Tháo giết hai tướng cũ Kinh Châu là Trôn Doãn và Soái Mạo, vốn thông thạo thủy chiến. Tiếp tục nhờ Bàng Thống bày kế liên hoàn cho Tào Tháo nhằm dùng xích sắt buộc các chiến thuyền lớn lại với nhau để giúp quân sĩ phương Bắc vốn không quen thủy thổ bị say sóng. Nhưng kỳ thực là để Chu Du tiện pháo hỏa sau này. Sau cùng là kế trá hàng mà Hoàng Cái là người thực thi với ý định trong ứng ngoài hợp, nhất là hỏa công tiêu diệt quân Tào. Nhưng trong một lần đứng trên chiến thuyền quan sát tình hình, thấy lá cờ chiến phấp phới bay thẳng vào mặt mình, Chu Du thất kinh vì quá lo lắng nên thổ huyết mà ngã xuống bất tỉnh. Nghe tin Gia Cát Lượng mượn cớ đến thăm và viết mật thư 16 chữ, dục phá Tào công, nghi dụng hỏa công, vạn sự cụ bị, chỉ kiếm đông phong. Câu này có nghĩa là muốn đánh bại Tào Tháo thì nên dùng hỏa công, mọi sự chuẩn bị đã xong, chỉ chờ gió đông. Vui mừng vì Gia Cát Lượng hiểu được nỗi lo lắng của mình, Chu Du hỏi Lượng xem có kế hoạch gì. Gia Cát Lượng tự tin nói mình có tài hô phong hoán vũ, mượn gió đông 3 ngày 3 đêm để giúp Đông Ngô đánh Tào Ngụy. Theo yêu cầu của Gia Cát Lượng, Chu Du cho người lập thất tinh đàn ở phía nam Tịnh Sơn, tạo điều kiện để Lượng hàng ngày cầu khấn. Mặt khác, Chu Du cũng ra lệnh cho Hoàng Cái chuẩn bị sẵn 20 thuyền nhẹ, chất đầy vật dễ cháy để chuẩn bị đánh Tào. Nhiều ngày trôi qua mà thời tiết vẫn chưa có dấu hiệu chuyển biến khiến Chu Du lo lắng. Thế nhưng, đến đúng đêm khởi sự, gió đông nam bỗng nhiên thổi mạnh. Chu Du chỉ chờ có vậy, phất cờ tấn công. Hoàng Cái xoáy lĩnh đội thuyền hỏa công vờ ra hàng Tào Tháo để tìm cách đến gần, rồi bất ngờ phóng hỏa, thiêu cháy chiến tuyến quân Tào. Gió đông càng tổ mạnh, khiến lửa bén nhanh. Chỉ trong chốc lát, hàng ngàn chiến thuyền chìm trong biển lửa. Thừa thế xông lên, liên minh Lưu Bị, Tôn Quyền truy đuổi tàn binh Tào Tháo. Trên đường rút chạy gặp mưa lớn, quân Tào Ngụy chết rất nhiều. Tào Tháo sau đó phải giữ lại một phần binh sĩ, trấn giữ Giang Lăng và Tương Dương, còn mình thì rút quân về phương Bắc. Trên thực tế, Gia Cát Lượng không phải thần nhân sở hữu mưu thần trước quỷ gì mà có thể hô phong hoán vũ, cầu được gió đông như lời đã nói. Ông là người trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, am hiểu kinh dịch. Dựa vào địa hình, khí tượng mà dự đoán được thời tiết. Sau khi quan sát, tìm hiểu về địa lý và các biến đổi khí hậu của bến Xích Bích, nơi chắc chắn sẽ xảy ra đại chiến, Gia Cát Lượng đã tính toán và biết chắc chắn khu vực này vào thời điểm đó sẽ có gió đông nam thổi mạnh. Đây là một thông tin vô cùng quan trọng, có ảnh hưởng vô cùng lớn tới cục diện của trận chiến. Vậy việc Gia Cát Lượng lập đàn thất tinh làm lễ cầu gió đông 7 ngày 7 đêm có mục đích gì? Vấn đề này để sau hãy bàn. Trước tiên, chúng ta hãy cùng tìm hiểu vì sao giữa tiết trời mùa đông, gió Tây Bắc đang thổi mạnh, bến Xích Bích lại đột nhiên có gió đông nam, giúp Chu Du cùng liên quân Tôn Lưu dụng hỏa công đại thắng quân Tào. Theo cách lý giải khoa học, Xích Bích là khu vực nằm ở phía đông, trên lưu vực sông Trường Giang. Vào mùa đông, vùng đất này hạ nhiệt độ nhanh hơn trên sông, tạo thành các khối khí áp cao, giúp cho xuất hiện gió đông nam trong từng khoảng thời gian nhất định. Theo các học giả Trung Quốc, Gia Cát Lượng có thể dự đoán sự xuất hiện của gió đông nam nhờ khả năng tinh thông địa lý và thiên văn. Ông có thể nhận ra những hiện tượng bất thường để biết được dấu hiệu thời tiết thay đổi. Ở thời điểm đó, việc dự đoán chính xác các hiện tượng thời tiết, thậm chí là chính xác ngày giờ là điều gần như không thể.
Chính vì vậy, việc Gia Cát Lượng dự báo được các hiện tượng thời tiết như sương mù trên sông, trong điển tích thuyền cỏ mượn tên hay gió đông nam trong truyện Gia Cát Lượng cầu gió đông được xem là giai thoại mang màu sắc kỳ bí với sự góp mặt của thánh thần. Sau này khi đọc kinh dịch, Tào Tháo cũng đã ngộ ra nguyên nhân thất bại của mình là bởi yếu tố thời tiết và chỉ còn biết cười lớn. Vốn đã đoán biết được thời tiết thay đổi, gió đông nam sẽ thổi mạnh vào đêm ngày hôm đó, tại sao Gia Cát Lượng phải sắp đặt thất tinh đàn và làm lễ cầu gió đông đúng 7 ngày 7 đêm khiến cho câu chuyện nhuốm màu thần bí, và rốt cuộc ông có mục đích gì? Kỳ thực, Gia Cát Lượng là bậc đại trí, từ trước khi một mình sang Giang Đông hội minh cùng Tôn Quyền đã đoán biết trước việc muốn phá quân Tào vốn chênh lệch về quân số tất phải dùng hỏa công, mà muốn dùng hỏa công thì phải có gió đông nam trợ lực. Nếu không trong tiết thời mùa đông, gió tây bắc thở mạnh, thì liên quân Tôn Lưu nếu dùng hỏa công sẽ thành tự thiêu chính mình. Chính vì điều này, Gia Cát Lượng đã nghiên cứu khí tượng và tính toán chính xác được ngày giờ gió đông nam sẽ thổi mạnh. Nhưng ông không vội vàng nói điều này với Chu Du, bởi nếu ông dễ dàng nói ra thông tin quan trọng này, tất vị thế của ông sẽ không còn giá trị với tập đoàn quân sự của Chu Du nữa, và rất có thể Chu Du sẽ tìm cách diệt trừ Gia Cát Lượng ngay lập tức. Còn nhớ, ngay cả khi hai nhà Tôn Lưu liên minh, Gia Cát Lượng được cử sang Giang Đông cùng Chu Du bàn việc quân thì đã 5 lần 7 lượt bị Chu Du tìm cách bức hại tiêu diệt. Nhưng Gia Cát Lượng đều vượt qua được, khiến cho Chu Du luôn day dứt không yên, quyết tìm cách diệt trừ bằng được mối hậu họa. Trong thời khắc quyết định của cuộc chiến, gió đông nam như một lá bùa hộ mệnh của Gia Cát Lượng trước Chu Du. Ông đã tự tin rằng mình sẽ cầu được gió. Chu Du thì bán tín bán nghi, nhưng trong tình thế cấp bách, ông buộc phải giữ lại Gia Cát Lượng để tiếp tục nuôi hy vọng rằng gió đông sẽ đến đúng như lời cam kết. Mặt khác cũng ngầm sai Từ Thịnh, Đinh Phụng mai phục quân mã, chỉ cần gió đông nổi lên, lập tức bắt chết Gia Cát Lượng để trừ hậu họa. Còn nhớ khi Lưu Bị cùng Quan Vũ qua Giang Đông bàn việc quân với Chu Du, Gia Cát Lượng đã mật báo rằng đúng vào đêm ngày hôm đó phải phái Triệu Vân cùng một chiếc thuyền nhỏ tới đợi ở bến để đón ông. Việc này vô cùng hệ trọng, không được sai hẹn. Cuối cùng, nhờ có Triệu Vân cứu giá, Gia Cát Lượng đã an toàn trở về Giang Hạ cùng với Lưu Bị, bàn định việc quân phá tan tành, quân Tào rút chạy. Gia Cát Lượng làm việc gì cũng đều tính toán trước sau, chủ liệu công việc kỹ càng. Nhờ đó là ông luôn ung dung trước mọi hiểm nguy và giành được nhiều thắng lợi lớn. Trên đây là toàn bộ kiến giải của mình đưa ra về điển tích Gia Cát Lượng cầu gió đông. Qua đó, chúng ta cũng rút ra được bài học trong hợp tác, nhất là với những đối thủ nguy hiểm như Chu Du. Khi nắm được một bí mật hoặc một bí quyết gì đó, đừng vội vàng hay dễ dàng nói ra, mà phải biến nó trở nên có giá trị.